Thưa quý vị và các bạn, một ông cụ 80 tuổi qua đời tại bệnh viện, được người thân đưa về nhà bằng xe cứu thương, đã bất ngờ hồi sinh trở lại khi xe bị vấp phải ổ gà. Câu chuyện này lập tức gây xôn xao dư luận. Mọi người đều cho rằng chuyện của ông chẳng khác nào chuyện nàng bạch tuyết sống lại nhờ những người khiêng quan tài bị vấp vào rễ cây, khiến cho chiếc quan tài rung lắc và miếng táo độc bật ra khỏi miệng của nàng. sau khi được bác sĩ tuyên bố đã tử vong, gia đình thuê xe cứu thương đưa thi thể ông Dasan Singbra 80 tuổi ở gần nhà Kanan để tổ chức đám tang và làm lễ hỏa táng. Lúc này ở nhà người thân đã chuẩn bị lều bạt, đồ ăn, củi để hỏa táng. Trên chuyến xe ấy, cháu trai của ông cùng tài xế và các nhân viên y tế đã được chứng kiến một cảnh tượng ly kỳ. Khi gần đến nhà ông, con đường trở nên cực kỳ gập ghềnh, nhiều ổ gà khiến chiếc xe cứu thương rung lắc, sóc nảy dữ dội. Mọi người phải phàn nàn và không ai để ý thấy cú sốc mạnh đã làm xuất hiện trở lại dấu hiệu sự sống của ông Dasan Singhra. Sau đấy, tất cả mọi người nhận ra chuyển động trên cơ thể của ông cụ. Nhân viên y tế lập tức bắt mạch, xác nhận tim đã đập lại. Họ nhanh chóng quay trở lại bệnh viện. Sau khi được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ tuyên bố cụ ông 80 tuổi đã sống lại và chuyển đến bệnh viện ở Ni Sinh. Sau đó ông tiếp tục chuyển lên bệnh viện Jawan ở Canaan. Người nhà Dasan cho rằng việc ông cụ sống lại là một phép lạ. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe hiện tại của ông Dasan vẫn khá nguy kịch. Ông bị khó thở do nhiễm trùng và vẫn đang được điều trị, theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt.